Chào anh chị, chắc hôm nay anh chị khỏe. Tới đây tụi em làm móng là đời vui tươi còn cho chị trẻ. Và tất nhiên là đau đầu lúc sợ tiêu tiền ham mê cu rẻ. Mang bệnh móng mà cho bản thân thì đều này chắc là chết rồi nha. Xách cây dũa đi làm nail, xách cây dũa đi làm nail. Xách cây dũa, xách cây dũa, xách cây dũa đi làm nail. 52 đứa bang nước quỷ cùng cây dũa vác trên vai. Bác sĩ nghe mà lầm tiền tay là quạt một phát là mát bên tai. Xách cây dũa cùng kiếm tiền con hổ thẹn đi làm nail. Đỡ hơn với thằng kiếm tiền hay nằm ở nhà lo làm heo. Kiếm tiền để buồn lo còn cho bản thân trên nát đói. Nếu trong tay không có cái nhà để làm ổn định thì chắc chết tôi. Người chị ơi và bạn em ngày hôm nay chị khỏe không? Hôm nay chị muốn một nhóm hay là làm treo đồ vẽ bông? Sẵn tiền tay chính nhau em hỏi chị muốn xếp buông hay chồng? Hết chuyện một tí trái lại bảo bàn tay sắp buông tay chồng. Chị muốn làm sao, muốn làm chân hay làm bộ? Em chắc sống muốn hết trơn mà chị đổi ý sao đột ngột? Biết không sao, chị thích gì mà chị muốn sao? Em chịu nói mấy anh thợ thì tay cái tay tôi là ông tính tới trường mới. Gọi điện thoại nói hello còn hả la vô chương đây. Hôm nay này chị có hẹn chị đừng cho em đu cay. Em còn vợ mà còn con mà còn phải lo sửa tả. Muốn về sớm nhưng vì tiền thôi thì ôm một em nữa đã trời ơi. Xách cây dũa đi làm nail, xách cây dũa. Xách cây dũa đi làm nail, xách cây dũa. Xách cây dũa đi làm nail, xách cây dũa. Xách cây dũa đi làm nail, xách cây dũa. Thank you.